ta nói cái đường một giá đề án là gì? Đơn vị giá đề án thì ở trên một cái đường tròn tâm O. Bây giờ ta lấy một cái cung AB mà có bán kính bằng R. Đấy. Thì ta nói cung này có số đo là cung tròn AB này có số đo là một giá đề án. Đấy. Vậy một giá đề án là cung có số đo là có độ dài là R. Đấy. R. Đấy. Một giá đề án. Thì các bạn hãy cho biết đường tròn là bao nhiêu giá đề án. Thì ở đây các bạn thấy này. Đường tròn có chiều dài là L là bằng 2πr, 2πr. Đấy. Vậy thì nó sẽ có số đó là 2πr chia cho R. Vậy mình một giá đề án là cũng có độ dài là R mà. Do đó là cả đường tròn thì có số rõ đó là bao nhiêu thì sẽ phải chia R. Vậy là bằng 2π ra đề án. Đấy. Vậy một đường tròn là 2π ra đề án. Còn nửa đường tròn. Nửa đường tròn là π ra đề án. Đấy. Và nửa đường tròn này tương ứng một góc là 180 độ. Đấy. Vậy π ra đề án sẽ là tương ứng với là 180 độ. Đấy. Có mối quan hệ giữa độ và radian. Đấy. Vậy pi là tương ứng 180 độ. Pi radian là 180 độ. Đấy. Chẳng hạn như pi trên 4 radian thì tương ứng bao nhiêu? Pi trên 4 thì sẽ tương ứng với là pi là 180 độ mình chia cho 4. Là bao nhiêu? Là bằng 45 và radian. 45 độ. Đấy nha. Vậy pi trên 4 được thì radian sẽ tương ứng với góc là 45 độ. Vậy 45 độ là bằng pi trên 4 radian. Các bạn nhé. Các bạn nhớ như thế. Còn pi trên 3. Pi trên 3 thì bao nhiêu tương ứng bao nhiêu độ? Đấy. Thì pi là bằng 180 độ mà chia cho 3 là cái này 60 độ. Đấy. Vậy 60 độ là tương ứng với góc có số đó là pi trên 3 radian. Đấy. Bạn nha. Đấy, thế thôi. Bạn đi chụp tạm. Vậy ở đây các bạn có một cái đơn vị mới. Ôi lớp 9 trở xuống, lớp 10 trở xuống thì các bạn đã quen đơn vị đồ. Bây giờ có một cái đơn vị mới mà thuận lợi trong vấn đề tính toán, đó đơn vị radian. Đấy. Về radian các bạn nhớ nhé, một radian. Cung một radian là cung mà có độ dài bằng bán kính. Và lúc này cái góc phải chắn cung một radian, tao nói là góc này có số đó là một radian. Đấy. Và nhớ đó là mối quan hệ giữa đồ và radian là pi radian sẽ tương ứng 180 độ. Đấy, các bạn nhớ vậy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong một cái dịp gần nhất.